Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Minh Điền Lạnh. Đấy, hôm nay thì đáng nhất là em livestream nhưng mà cả tuần làm thế là cũng mệt mỏi. Anh em thì cũng muốn nghỉ buổi tối, thế nên là hôm nay thì em sẽ lại làm thêm cái video. Hôm nay thì âm ly thì rất là đẹp luôn, nên cho bác mấy con âm ly VIP luôn. Đấy, với lại đài đĩa các thứ rất là ok. Đấy, các bác vào xem video thì cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đấy thì tất cả mọi thông tin thì các bác gọi trực tiếp qua số điện thoại là 0975 75 716 giúp em nhé. Đấy, xong rồi lại hẹn các bác từ tối mai em lại lên live tiếp cho các bác. Đây này, hôm nay thì mở hàng cho bác một em âm ly, nói chung là nó gọi là siêu đẹp luôn. Hai đèn vu Chio các bác nhá. Model của nó là KA5100G. Tiếng chất lượng âm thanh thì chấm hết luôn. Đây. Chạy ngon lành. Bác nào chê được em chịu. Đây, hai đèn vu đây. Chấm hết luôn. Đây là đang đánh loa Trung Quốc nha. Chứ này mà đánh loa Nhật thì hoặc là loa Mỹ thì chấm hết luôn. Các bạn nghe chất lượng âm thanh có đẳng cấp không? Đấy, Chio K5100G. Đấy. Con này về các bác lau chùi lên là sử dụng thôi, em nghĩ là cũng không phải dọn dẹp gì đâu. Vì nó quá đẹp rồi. Đây. Nó quá đẹp luôn rồi. Đấy, đèn vu chất lượng luôn. Hay chưa? Quá hay luôn, ngọt ngào luôn. Đấy. Lại có âm ly đẹp này. Đây cho bác nào ưng em này này. Một em âm ly cực chất luôn. Chio công suất con này công suất của nó là 100W quá nhá. Đẳng cấp luôn đấy. Con này thì em nghĩ là chắc là rất nhiều bác đang săn lùng ở trên thị trường luôn đấy chứ. Mã này là mã số 546 nhá. Đấy. Con này thì con hai đèn vu này thì các bác lấy thì để cho bác giá là để bác giá là 2,1 triệu. Con này thì chấm hết rồi, con này bác nào chê được thì em cũng chịu thôi. Đấy, mã số 546 cô nhé, 2,1 triệu này. Đẹp nhỉ, Chio nhìn nó thích. Đây hôm nay về thì có một cái con quay. Con quay quay laser này. Con quay này thì em nói thật các bác là xe i7 đúng nhá. Đấy, mô đen của nó là xe i7. Nhưng mà con này thì bán cho các bác nào về dọn thôi. Đấy, bán cho các bác về dọn. Đây này. Đây này, lên ngon lành luôn. Đấy, nhưng mà con này thì bây giờ hiện tại các bác nhá, tình trạng của nó thì tình trạng của nó này, đây này nó đang thiếu một cái nút bấm này và nó thiếu mất một cái dãy nút đây. Con này như cái này nó còn đang bị gãy mất cái gạt này. Đây này, thiếu mất cái dãy nút này của nó này. Con này thì các bác check thị trường cực đắt luôn nhá. Đấy, Pioneer xe i7. Con này thì em xả cho các bác về các bác dọn thôi, mặt mũi tất cả thứ đẹp. Mỗi tình trạng là thiếu nút. Đấy, đây, nút đây nữa. Đấy, bác nào mà lấy được con này về mà dọn được thì chấm hết luôn, cực kỳ là có giá luôn. Mã này là mã số 547 các bác nhá. Con này bán bao nhiêu nhỉ? Giá là 1,5 triệu trong tình trạng như này. Vì con này nó đắt lắm, con này người ta đang bán 3-4 triệu cơ. Đấy, thiếu nút. Thanh lý cho bác. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Đây, lên cho bác con đờ nông VIP này nữa này. Đây. Con đờ nông này thì chắc là đủ VIP thôi. PMA530 đờ nông nhé. Con này thì chắc là các bác thích rồi. Con này là con VIP rồi. Con này ở trên thị trường nó cũng cực kỳ là có giá trị luôn. Đấy, các bác đến với em thì giá lại hợp lý thôi. Đây, thử cho bác con này nhé. PMA. Đấy,
530, con này công suất của nó là 183W nhá. Đấy, công suất cũng ổn luôn. Với cái dòng công suất này tầm như này thì các bác chơi trước các thứ là cũng ok rồi. Những dòng loa là hợp lý rồi. Đẹp nhá, con này thì đẹp mê ly luôn. Quan trọng bây giờ là có chạy hay không thôi. Còn chạy nữa thì về các bác lau chùi nữa thì con này nó lại là đẳng cấp luôn. Ừ. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Đâu để em thử ô lên ở đây. Xem nào. Đang để cổng gì đây? Đang để AUX à? Đúng AUX đây rồi. Cổng A đây rồi. Bát tép à. Xem nào. Chưa kêu à? Chưa thấy có tiếng này. Ừ, con này vip như này. Ai da, giật hết cả mình. Đây cái cổng AB ở đây. Em quên mất chưa ấn ra. Đây. Tắt lầu lướt đi. Đây. Đấy. Con này nặng lắm nha các bạn nha. Con này cực nặng luôn. Nặng kinh khủng luôn. Con này nó phải tầm khoảng 13 đến 15 cân. 13 đến 15 cân. Mười ba hay 15 cân nha các bác nhá. Còn nguyên tem cạnh luôn này. Con này thì quá mới quá đẹp luôn. Đấy. Chạy ngon lành rồi. Đây. Xuất sắc luôn. Đến ông. Mượt mà luôn nhá. Thử tắt cái. À tắt cái này đi, tiếng còn to đẹp còn hay hơn này. Tắt cái gì này, cái gì ấy, ri cái gì ấy, tiếng còn hay hơn này. Tiếng hay nhỉ? Hả? Đúng là đàn ông có khác nhỉ, tiếng chấm hết luôn. Đấy, nhưng mà mấy con này có mấy con đâm ly đắt tiền đấy. Nói chung là đắt thì đắt so với ở chỗ em thôi, chứ không phải là đắt tiền so với ở các nơi. Đấy. Thì chỗ em là gọi là đắt tiền thôi, vì nhà em toàn đâm ly rẻ thôi. Mã này là mã số 548 thôi nhá. 548 này, 2 triệu rưỡi. Đấy. Các bác ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp qua em qua số điện thoại là 0975. Ui con này nặng đấy. 775 716. Đây. Sân xui. Con này đứt dây thì để em cắm trực tiếp này. Sân xui. Lâu lâu mới có ít âm ly ngon ngon đẹp đẹp cho các bác về trải nghiệm. Đây sân xui, cái này thì nó đang bị đứt dây thì em cắm trực tiếp. Đâu rồi con này? Sân xui cô nhá. Ơ con này chạy cửa gì nhỉ? Tôi cắm lại cổng này xem nào. Vẫn đóng le đấy. Đâu để em thử xem nào. Con này khả năng nó vẫn chạy bình thường. Nó đang đứt dây thì em cắm qua cái đường này đấy. Thử xem nào. Nay wifi đã chạy chưa? Ngon cái gì vậy? Coi củ wifi suốt ngày không chạy. Chán đời. Mang tiếng là anh em. Mang tiếng là anh em trên bến dưới thuyền mà cho
lock wifi cho suốt ngày chỉ phải gọi, chán đời. Đây thử con này xem nào. Đấy. Sân nuôi sân xui ao 1500, con này công suất có 58W thôi đấy. Con này thì nghe là hay, chất lượng luôn đấy. Con này thì cháy bóng luôn, về các bác thay bóng đi. Đây, bác này là mã số 549. Con này để bác giá bao nhiêu nhỉ? Hả? 549 quá nhá, để cho bác giá là 1,5 triệu. Sân xui. Đẹp chứ anh? 549, 1,5 triệu. Con này là con A và D. Đấy. À, con này công suất 145W nha các bác nhá. Công suất ok phết đấy. A và D. Ngon luôn đi. Đấy, thử con này xem nào. Đây thì thử con này xem nào. Đấy, các bác xem video thì cho em xin một like. Con nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh nhé. Tí lên đài, đài đẹp. Bán hộ cái gì? Bán hộ cái gì đấy? Ngon luôn nhá các bạn nhá. Tiếng hay luôn. Công suất 145W. Tiếng chất luôn nhá. Đấy. Mã này là mã số bao nhiêu? 550 hả? 550 này. Con này thì để cho bác giá là 550, 1,2 triệu. 550. Đấy, các bác xem video thì cho em xin một like, là cho đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đây, lên cho bác con này nó gần như là như mới. Nghe coi nhá. Nó gần như là như mới luôn. Đấy. Nó gần như là mới luôn. Chấm hết luôn. Đấy, chờ ăn tí. Rút cái dây đó. Gần như mới luôn. Con này nếu bắt đầu chê được thì em chịu luôn nhá. Này. Đấy, con này con siêu to RTS87 hai cửa bằng. Đây. Đấy, sống nhá. Đâu cho có nghe. Ủy đam mê mãnh liệt với dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc. Ông đã sáng tác nhiều tiết mục với những nội dung cùng và cảm xúc khác nhau. Hai em này.
ăn, đấy, quán karaoke, vũ trường nhiều. Hết tầng thứ nhất, 3/4 ngon lành luôn. Họ phải nợ lại vì không đủ điểm. Đến kỳ nghỉ. Đây cassette đây nhá. Cassette đây. Đấy. Đây bên này này, con này thì nó quá là chất luôn. Nó quá là mới luôn mà nó chạy hoàn hảo luôn. Đây. Quá là mới luôn. Từ từ xem nào, đảo cái đầu băng này đã. Ừ, con này chạy ngon lành nhưng mà chưa ra tiếng này. Vẫn chạy bình thường nhưng mà chưa ra tiếng. Đấy, nói chung là về chắc là bác lau quại mắt từ xem nào thôi. Còn lại dây có da các thứ thì quá ok rồi. Sống con này thì chạy hoàn hảo luôn nhá. Đây, như mới luôn. Đấy, Toshiba RTS87. Nó gọi là như mới luôn. Con này có bác cho vào hàng đấu giá cũng được. Đây, này của nó 63 nhá. Cao này của nó là 33 luôn. Đấy. Mã này là mã số 551. Mã số 551, giải 1-8 nhá. 551. Đây bác nào lấy con này thì để cho bác giá là 3,2 triệu như mới. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 75 716. Sony đấy, CVS V5 đài đỏ. Có chạy à? Con đấy sống hết. CVS V5 đây. Ôi trời, con này tụt mất một cái nắp này nó đâu này. Không biết là trên nhà còn cái con nào không. Đây sống đây, cassette sống đây. Cassette sống. Con đấy băng chạy ngon lành luôn. Xem nào. Cái băng này chắc không có tiếng sao nhỉ. Con này thì cái nút chuột này khả năng là có nhá. Em kéo lên lấy con khác sang có đấy. Khả năng là có. Đây bác nào lấy con này này, Sony đầy đỏ này, chạy hoàn hảo nhá. Đẹp luôn. CVS V5. Mã này là mã số 552. Con này có bác lấy gì để bác giá là 1,1 triệu. Victor này. Con Victor này siêu đẹp luôn. Này. Bác nào nhìn con Victor này mê không? Mới không? Là 90. Này. Bóc ra nó đã như thế này rồi. Liệu có chê được nổi không? Anh có thấy, anh có thấy công nhận đẹp không? Đấy, khách đến rồi còn chê còn bảo đẹp nữa thì bán làm sao được. Đẹp nhỉ. Con này giải 90 coi nhá. Chờ tí. Hỗ trợ bộ binh và phương tiện giải quyết quân địch. Cái khó của chúng ta hiện nay là ngon này. Tìm ra cách gì bắn tốt hơn. Thôi thử băng này. Tiêu diệt địch được nhiều hơn. Chi viện tốt hơn cho bộ binh. Xuyên chiếc chìa khóa này. Này đêm nay tôi phải tìm ra cách đánh để báo cáo với chúng ta. Băng. Chúng ta bắn. Con này đang bị lỏng ốc trong này. Xảy ra sát thương. Cassette chưa chạy. Con này phải dọn cassette. Vâng, điều này quả là rất khó. Tôi đề nghị con này phải dọn cassette mới nhỉ. Này, siêu mới luôn. Là tôi Victor RC636. Đây cho kích thước nhá. Kích thước này có đây. Con này bàn này 50 mà. Bàn này thì con này nó 40 gọi 475.
Đấy, chiều này của nó sẽ là 26 năm này. Đây mã này là mã số 553. 553 Victor đẹp xuất sắc, để cho bác giá con này là 1.800.000. 553. Con này con gì, con bao da này. Ở đây con bao da này. Bao da đéo này. Bao da ra gì nhỉ? Ít chờ. Bao da có mic luôn. Đéo. Ui giời, đẹp chưa? Này. Sợ nhỉ? Cái nói là con lu cái lô này nó đẹp thật. Không chê được. Thử xem nào. Đẹp không? Bỏ cái bao da. Có cái bao da mới đẹp. Sống. Khó giò lắm, con mấy con bé này nó giò kém hơn con to. Khó giò lắm. Đấy. Ngon luôn. Con xe không chạy. Con này về về này. Hả? Trang Trần. Đâu? Không, không. Không quay. Ảnh. Không chạy, không chạy. Đẹp nhỉ? Đây con này con Nam Mic luôn nhá. Đây này. Nó có mic ở cạnh này. Đấy. Con này rút lên. Đấy. Đẹp, con này để như này đẹp này. Con này chất này anh, con này con Nam Mic đẳng cấp bao da luôn. Cái này nó gần như là sưu tầm. Nó có cái bao da này, hay cái bao da thôi. Đây bắt đầu lấy con này này. Mã này là mã số 554. 1.200.000 quá nhá. Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716. Con này Bombay này. Đấy. Toshiba Bombay Mini này, giá 90 này, đẹp không? Con này thì quá chất luôn. Xem nào, con này chân DC của nó là 9V dương trong à. 9V dương trong xem nào. 9V dương trong chắc là con này. Xem nào. Set nha các bạn nhá. Đấy. Đây cho bác nào thích hàng Bombay Mini mà lại là siêu đẹp, siêu tầm này. Đấy, cho bác nào ưng con này này. Đấy. Toshiba Bombay. Con này RTS 7000S các bạn nhá. Mã này là mã số bao nhiêu nhỉ? 555. Để cho bác giá là 900k. Đấy, đẹp xuất sắc. Để dọn cassette thôi. Đây đỏ này. Sáp. Coi nhá. Sáp QTS3 đài đỏ, đẹp mê ly luôn nhá. Sáp QTS3 đẹp mê ly luôn. Đây. Con này thì không có gì để mà chê luôn. Con này giải 108 các bác nhá. Ngon luôn đấy chứ. Ngày đêm nung nấu gió núi mây ngàn. Đây em. Chạy về nhà ăn nằm với nhau như thế nào ạ? Ui chạy ngon lành luôn này. Đi thân đi ly hôn thì có khách gì đâu. Con này nó hoàn hảo luôn các nhá, mà con này nó như mới luôn. Đấy. Đây.
Đấy, đây cho bác đào ưng này này, như mới luôn. Một con sáp S3 đài đỏ, như mới. Con này thì các bác sưu tầm chơi để tủ thì chấm hết luôn nhá. Mã này là mã số 556 nhá. Để cho bác giá là 556 này, 1.1 triệu 556. Đẹp nhá, chấm hết luôn. Đây, tiếp tục lên cho các bác em nữa này. Em này là em Sony quy rời. Chắc không có gì để mà chê. Đấy, bác nào mà lấy con này chắc không có gì để mà chê luôn. Đây. Úi giời. Sony CF1775. Đấy, bác nào sinh năm 1775. Con này thì làm kỷ niệm để tủ thì nó gọi là chấm hết luôn. Mới nhỉ. Quá đẹp. Cái này không phải là đẹp nhưng mà quá đẹp luôn. Xem nào. Sao chưa lên tiếng này. Ui đẹp như này mà sẽ chưa lên tiếng. À cassette chạy đây. Thế để em thử cassette xem nào. Sao lại dây ôi chưa có tiếng nhỉ. À đây có tiếng đây. Cassette chạy ok rồi. Chắc nó chỉ bật mút cái đoạn này thôi. Đấy, nó chỉ bật nút thôi mà. Đấy, nó chỉ bật nút thôi nhá. Đây. Đấy. Radio thì chưa nói. Nó chỉ bẩn thôi, về các bác dọn thôi là ok thôi. Đây bác nào lấy con này, này. Còn đẹp, siêu đẹp rồi. Mã này là mã số 557 của nhá. Con này để cho bác giá là 557. Đẹp mili luôn. Để cho bác giá con này là 1 triệu. Trong tình trạng gọi là về các bác dọn qua đi. Một em đỏ mini hàng đẹp luôn. Úi xời. Con này nó gọi là quá độc và lẹ luôn đấy chứ. À con này là chỉ là con cassette không thôi. Đấy. Con này nó chỉ có cassette không thôi nhá các bác nhá. Không phải là có cả radio mà chỉ cassette không. Nhưng mà được cái là đài đỏ. Chưa chạy rồi. Con này về quá cái dọn này. À tua thì vẫn được. Để mình bỏ xe dưới em. Không chạy được. Con này phải dọn đây. Đấy, một em đỏ cassette không Sony TC 1220. Đây, mã này là mã số 558 thôi nhá. 600k. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716. Một em Nationa RQ4050. Na RQ4050. Đây. Con này thì còn đẹp luôn. Ngon rồi. Ngon rồi. Xả 90. Đấy. Này bây giờ nhá. Cassette con này phải dọn nha các bác nhá. Đẹp luôn. Đây. Na 4050 giả 90. Đủ hết nút, đủ anten, không có vấn đề gì luôn, đẹp mê ly luôn. Con này thì vẫn bán như vậy qua giá đôi 1.4 triệu. Đấy, đẹp. Mã này là mã số 559 quá nhá. 1.4 triệu. Đây, video ngày hôm nay thì lên nốt cho bác của em nữa thôi nhỉ. Đấy, các bác ưng mã nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0975 775 716. Con này là con na
con này về các bác phải lau chùi qua thì nó nét hơn. NARX5070, con này giải 108 nha các bác nhá. NARX5070. Đây. Đấy. Giải 108 luôn. Con này phải dọn cassette nha các bác nhá. Không kịp thì tối nay cậu. Con này thì bắt đầu lấy này để cho bác bằng giá con kia thôi, 1.400.000. Về các bác lau chùi đi. Mã này là mã số 560, 1.400.000. Đấy. Hôm nay lên cho các bác sơ sơ hơn chục mã, 15 mã. Đấy, mấy con âm ly VIP. Đấy, các bác ưng mã nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0975 775 716. Đấy, xin chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ và quan tâm đến kênh của em nhé. Đấy, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào video tối ngày mai. Đấy, hôm nay cơ bản là em đi em lắp mấy bộ điều hòa về cho khách, nó về muộn quá nên nó không like được, like nó muộn quá, nó không đúng giờ nên là sợ các bác cũng không theo dõi được. Đấy, thì tôi làm một cái video thì bác nào xem ưng được con nào thì alo cho em. Đấy, cảm ơn các bác nhé.